trạm sạc nhanh đi trên đường quốc lộ 1 về miền Tây. Đấy là đi được 51% pin. Giờ khoảng 15 phút nữa thì sẽ đủ 100% đi thoải mái. Cái sạc là chỉ cần 40 phút là có thể đầy pin. Chẳng nhanh nhất. Nhanh nhất đúng không? Còn cây này là 60W. Cây này là 250W. 250W. Còn cây này là 60W. 60W. Lâu hơn đúng không? Lâu hơn thì hôm nay là chạp sạc 6 sợi Vĩnh Long đúng không? Chạp này là có cây 250W và khoảng chừng gần 10 cây 60W đúng không? Đó, nếu mà ai đến Vĩnh Long thì sẽ sạc ở đây là tiện lợi nhất. Được chưa?